Rồi, xin chào quý anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu anh em cục sạc dự phòng này nè anh em. Cục sạc dự phòng này là của Energizer nha anh em. Đó, 10.000 mAh. Sạc Energizer thì sạc chung anh em. Vừa trước mình có giới thiệu anh em một mớ sạc có dây Energizer sạc dự phòng, đã bán cũng được nhiều là anh em. Đây tiếp một cục dự phòng loại này, giới thiệu thương hiệu mới. Loại này ra lâu rồi nhưng mà mình mới nhập được vài cục nên muốn giới thiệu cho anh em biết. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Sạc không dây, sạc dự phòng nhưng không dây anh em. Chỉ cần mình để cái điện thoại lên là nó sẽ sạc nha. Anh em bấm nút, bấm cái nút bên hông một cái cho nó sáng cái đèn lên, rồi để cái điện thoại lên là tự động nó sẽ báo sạc. Cục này 10.000, dung lượng 10.000, chuẩn nha anh em, chuẩn 10.000 luôn. Đó, anh em thấy nút đó, cái nút đó anh em mình chỉ bấm vào để cái điện thoại lên là nó sẽ sạc. Đó, quay tổng thể cho anh em xem, sáng đèn anh em. Rồi, để máy lên nè anh em coi này. Đó, báo sạc ngay lập tức, đang sạc không dây. Cục này rất là tiện. Rất là tiện dụng cho anh em luôn. Đó, báo sạc ngay lập tức luôn. Cục này mình để cho anh em giá là 750 nha anh em. 750.000 nha. Ship anh em tự chịu nha. Cục da giá nó hơi cao nhưng mà nó chất lượng anh em. 750.000. Cục này bây giờ cũng rất là nhiều chỗ bán. Nhưng mà mình cái cục này giá này thì mình báo anh em một mức giá nói chung là chấp nhận được nha anh em. 750.000 nha. Rồi. Clip này mình xin tạm dừng tại đây nha. Anh em có nhu cầu thì gọi cho mình, còn không thì tham khảo cho vui nha anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh em nha.